Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video của Top Tin Tức. A Páo đang là cái tên được nhiều người quan tâm trên YouTube, mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Chọn nghỉ việc nhà nước để làm YouTube, chắc hẳn thu nhập của nền tảng này giúp A Páo có cuộc sống tốt hơn so với làm một viên chức lương 3 cọc 3 đồng. Nhiều khán giả quan tâm đến A Páo đang có những thắc mắc rằng A Páo kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube sau những ca khúc tự sáng tác trở nên nổi tiếng. Top Tin Tức xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay nhé! YouTube là nền tảng cho phép các nhà sáng tạo kiếm tiền trên video của mình. Khi nhà sáng tạo đủ các điều kiện như có kênh đạt 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem video, YouTube sẽ xem xét các vấn đề pháp lý để mời nhà sáng tạo trở thành đối tác. Nhà sáng tạo sẽ kiếm nguồn doanh thu từ quảng cáo trên YouTube và chia sẻ nó với nền tảng này. Hiện tại, YouTube đang có 4 cách kiếm tiền gồm quảng cáo trên video, tạo câu lạc bộ hội viên, nhận hoa từ người hâm mộ và bán hàng. Trong 4 cách kiếm tiền kể trên, quảng cáo trên trang xem là cách hiệu quả nhất cho nguồn thu nhập của các nhà sáng tạo. Hiện tại, theo quan sát của chúng tôi, kênh A Páo đang sử dụng 3 cách kiếm tiền gồm quảng cáo trên trang xem, câu lạc bộ hội viên và nhận hoa của khán giả. Trong 3 cách trên, quảng cáo đem lại doanh thu lớn nhất. Với 364.000 lượt đăng ký và hàng chục triệu lượt xem video mỗi tháng, A Páo kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube? Theo thống kê từ Social Blade, chuyên trang thống kê các mạng xã hội lớn nhất, mỗi tháng kênh A Páo kiếm được khoảng 3,8.000 đến 61,1.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng từ 91,9 triệu đến 1,47 tỷ Việt Nam đồng, và mỗi năm kênh A Páo kiếm được khoảng 45,8.000 đến 733.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,1 tỷ đến 17,7 tỷ Việt Nam đồng. Những con số thống kê trên chỉ để tham khảo và độ chính xác chỉ ở mức tương đối. Số tiền thực tế kiếm được phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như số lần hiển thị quảng cáo trong mỗi video, giá trị mỗi loại quảng cáo và quan trọng nhất là đối tượng khán giả xem ở quốc gia nào. Mỗi quốc gia YouTube sẽ chia tiền theo một mức độ khác nhau. Quảng cáo cho khán giả Việt Nam thường nằm ở mức thấp nhất. Kênh A Páo không chỉ có khán giả Việt Nam xem mà rất nhiều khán giả nước ngoài cũng theo dõi. Chắc chắn số tiền mà A Páo kiếm được không thấp hơn mức tối thiểu và không đạt đến mức tối đa. Ngoài ra, các cách kiếm tiền khác chỉ A Páo và YouTube mới rõ, còn chuyên trang thống kê không nắm được thông tin này. Ngoài thu nhập từ quảng cáo trên YouTube, A Páo còn chăm chỉ chạy show khắp mọi nơi. Mỗi đơn vị mời A Páo đến biểu diễn phải chi một mức cát-xê đến vào chục triệu đồng. Nghỉ công việc nhà nước để làm YouTube là lựa chọn sáng suốt và đúng đắn của A Páo. Hiện tại, ngoài việc kiếm được một số tiền không nhỏ, A Páo còn trở nên nổi tiếng được nhiều nơi săn đón. Top Tin Tức xin được chúc mừng A Páo. Chúc anh luôn mạnh khỏe và sáng tạo nhiều video hay, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.